Tỉnh thức là buông bỏ hết mọi sự đời phải không ạ? À? Có phải các sư thầy sư cô ở chùa họ đã buông bỏ hết tất cả, họ đã tỉnh thức không? Không phải, tất cả các sư cô sư thầy đều tỉnh thức như mọi người. Nhi muốn mọi người hiểu cái điều này nè. Có những người người ta tỉnh thức nhưng người ta nhất thiết không nhất thiết người ta phải đi tu. Có những người người ta đi tu nhưng không nhất thiết họ đã tỉnh thức. Đi tu nó là một cái duyên, hoặc là một cái nợ, hoặc là cái mà cái có những cái mà người ta phải trả lại cái quả báo. Cái quả báo như Nhi đã từng phân tích, quả báo không hẳn chỉ có một cái quả báo xấu, không, quả báo có khi còn là điều tốt nữa. Cái họ phải làm cái điều đó lại, hoặc là không có phải cho họ thì cũng cho gia đình họ chẳng hạn. Tu hành nó là một cái duyên nữa các bạn. Rồi các bạn hỏi Nhi, những người mà tu hành đều tỉnh thức hay là chị? Không có đâu em. Có những người người ta mượn cái cửa chùa, người ta mượn cái cửa nhà thờ, nhưng mà thật ra bên trong tâm của họ không có tốt. Nhi không nói tất cả, nhưng có những người người ta biết người ta chưa đạt được cái điều đó, người ta muốn nương nhờ vào cái năng lượng đó để họ tìm ra họ là ai, để họ tỉnh thức. Nếu kiếp này họ chưa có duyên để họ tỉnh thức được, có thể là kiếp sau, nhưng chí ít họ trả được ít nợ. Okay. Nhưng mà em phải biết được là cái người nào mà người ta quyết định đi tu hoặc là người ta được tu, vũ trụ đã gửi cho họ cái tín hiệu đó, cái tin nhắn đó. Không phải tự nhiên trong đầu họ chạy lên cái dòng là tôi muốn đi tu đâu. Các bạn đừng có nghĩ như vậy. Nhi cũng vậy, nhiều hồi Nhi nghĩ muốn đi lên núi ở luôn một mình cho rồi. Kiểu mình, tại vì mình tỉnh thức á, lâu lâu mình nhìn cái cuộc đời nó chán lắm. Nó chán thiệt. Mình nó giống như một cái lễ hội mà mình không có muốn tham gia cái lễ hội đó nữa, tại mình chán rồi, mình không muốn tham gia lễ hội đó, mình chỉ muốn một mình thôi, tại một mình thấy rất là vui đó. Thì những người tu cũng vậy, họ không phải ai đi tu cũng hiểu và biết những cái kiến thức này, cái điều này như khẳng định với các bạn luôn. Và cũng chưa, không phải không, những người không đi tu là những người không có cái tỉnh thức hay là không có về tâm linh. Tỉnh thức nó là hiểu bạn, chứ nó không liên quan gì đạo giáo ở đây hết á. Làm sao mở lòng tiếp nhận được hạnh phúc của chị? Hạnh phúc nó không có ở ngoài nên không có mở lòng tiếp nhận được nha em. Hạnh phúc nó là ở bên trong em. Em hạnh phúc, em sẽ ở bên một cái người, em sẽ luôn thấy vui vẻ. Họ không phải là lý do để cho em hạnh phúc. Ba má em không phải lý do để cho em hạnh phúc. Bạn bè em không phải lý do để cho em hạnh phúc. Con cái em không phải lý do để cho em hạnh phúc. Người yêu em không phải lý do cho em hạnh phúc. Em hạnh phúc cho nên em ở bên người ta, em thấy hạnh phúc hơn, vậy thôi. Em phải là người hạnh phúc đầu tiên. Hạnh phúc không có mở lòng tiếp nhận đồ gì ở đây hết á. Kiến thức đó là kiến thức rùi bu. Ok, hạnh phúc là ở bên trong em. Em có để ý thấy cái ngày nào mà em đang yêu ra đường, tự nhiên em thấy chim hót rồi mây bay rồi mọi thứ thiệt là loãng mọn không? Nhưng mà cái ngày nào mà bồ em bỏ, em đi ra đường em thấy trời, người ta có ôm hôn nhau, có bánh kem, có sinh nhật, em muốn thấy ô ám không? Là em chứ, đâu phải là cảnh đâu, đâu phải là ngoài đâu mà nhận. Hạnh phúc là bên trong em, chứ không có liên quan gì phía ngoài hết nha. Chị ơi, tại sao mình không được làm chính mình những điều mình muốn mà vũ trụ thông qua cho mình làm một việc khác, mình giống như một công cụ, em thấy rất ngột ngạt ạ. Câu này hay, nhưng mà chị phải lắc đầu trước. Tại vì cái phần tôi, cái phần trí của em á, nó vẫn đang điều khiển em với cái chuyện là chị, em muốn làm cái điều em muốn, mà tại sao em phải làm cái điều mà vũ trụ muốn em làm vậy chị? Vũ trụ đâu có nói em không có được làm cái điều em muốn đâu. Nhưng chị nói là nếu như em chọn cái điều em muốn làm mà em trái lệ ý với cái sứ mệnh của em á, thì đừng có mở miệng ra than khổ. Bởi vì em đã biết được là em không có cái sứ mệnh đó. Chị nói ví dụ em hát dở như vịt hát vậy đó, nhưng mà không chị, em nhất quyết em phải làm ca sĩ hàng đầu Việt Nam, em phải cỡ Sơn Tùng MTP. Em có bị thần kinh không? Đối diện với sự thật, cái em không có một cái giọng hát đó, em không có tài năng, em không có nhìn mây mà ra một bài hát, em không có nhìn lá rơi mà em có thể viết lên một bài thơ. Em không đẻ ra để làm một cái sứ mệnh là đem cái cảm xúc của em cho người khác thấy được bằng cái lời hát, bằng cái thơ ca. Có nghĩa là em không đẻ ra với cái sứ mệnh đó. Có nghĩa là dù em có ước mấy, em có muốn trở thành ca sĩ, em có chật vật cả cuộc đời, em chỉ khổ. Chứ chị không nói em không được làm cái điều em muốn. Em được chứ, em thích hát, tiệm hát mua vàng trong cây giả. Ba má giàu bỏ tiền băm vô kiếm thằng nào làm đạo diễn, thằng nào đó làm cho em lăn xe em nọ. Em có thấy bao nhiêu đứa ca sĩ hát dở tệ, mặc dù nó có quá nhiều tiền lăn xe marketing. Dở là vẫn dở em nè.
Thì cuộc đời em cũng vậy, em không biết vẽ, em đừng có muốn trở thành họa sĩ. Những đứa nó nhắm mắt nó vẽ cũng đẹp, nó đẻ nó để làm họa sĩ em. Những đứa nó em nhớ những cái nhà soạn nhạc hàng đầu thế giới không, bị điếc mà cũng trở thành nhà soạn nhạc. Có nghĩa là cái sứ mệnh họ đẻ ra để làm cái chuyện đó rồi. Họ để lại những cái tác phẩm mà cả thiên niên kỷ, thế kỷ mọi người vẫn dùng đến em ơi. Còn giờ em để em làm, ơi muốn làm thôi, muốn thì em làm đi. Nhưng mà cái kiếp này em không trả bài thì kiếp sau em cũng quay trở lại phải trả bài à, chị chỉ nói vậy thôi. Chị đâu đâu có nói em không có được làm cái điều em muốn đâu, làm đi. Nhưng mà khổ thì đừng có than. Khổ đừng có vô chị sao em khổ quá, chị sao em làm cái này mà em không có được, chị sao em làm. Bởi vì chị đã phân tích rồi, em phải làm cái thứ mà em giỏi. Ikigai, zone Ikigai là cái phần mà của người 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 Nhật á, người ta đã khám phá ra được á, là bạn chỉ có thể thành công nhất khi mà bạn làm cái điều mà bạn giỏi, và đó là cái sứ mệnh của bạn, và cái đó đem lại tiền cho bạn, và cái đó phục vụ được cho người khác. Em thấy không, có nhiều yếu tố lắm, em sống em vẫn còn ích kỷ, em nghĩ là em chỉ muốn có làm điều em muốn à. Câu trả lời xin lỗi em là không có, nó không có đơn giản cái câu trả lời như vậy được. Em thích làm thì em làm, em thích làm thì em hãy cứ tiếp tục làm, và em chỉ sống có một lần trong đời thôi. Thầy chị hay nhắc chị cái câu này, và chị cũng hay nhắc lại những cái bạn chị học, thời gian chính là cái kẻ thù lớn nhất của em. Bây giờ em mấy tuổi, hai mấy tuổi, em nghĩ em còn sống bao lâu trên thế giới này? Nếu em nói với chị à, chắc em sống được cỡ tới 80 tuổi. Ok, cho là em sống được tới 80 tuổi đi. Em trừ ra cho chị 30 năm cuối đời của em á, cái sức khỏe, thể trạng của em nó yếu đi. Những bạn coi kênh của chị sẽ có người lớn tuổi hơn chị, khẳng định với chị lại điều này dưới comment để cho Nguyên Kim có thể hiểu được cái điều đó. Thầy chị từng làm một cái bài test như vậy đó, ông khóa tay khóa chân với lại, xong ông cho chị chạy chung với mấy cái ông già mà chưa có trói tay trói chân. Trước khi ông trói tay trói chân của chị chạy hơn ông, là mấy ông đó là cái chạy. Để thầy chị cho chị cảm nhận được tuổi tác nó làm giảm thiểu cái sức khỏe của bạn, và khi sức khỏe của bạn giảm đi, cái năng suất làm việc của bạn cũng sẽ giảm đi. Em có thể sống được 80 tuổi nha, em nên nhớ em sẽ không có sức để làm việc như khi em 20. Em tưởng em có thêm thời gian trên thế gian này nhiều lắm hả? Chị xin lỗi em không có. Em trừ 20 năm đầu đời em phát triển cơ thể sinh học, não bộ của em. Em trừ tiếp 30 năm cuối đời là bệnh tật ốm yếu, ngồi chỉ dùng được phần não. Nếu mày còn chịu học, không chịu học thì kiểu như là điếc lãng tai, ù tai, mờ mắt, sức khỏe chậm chạp lại. Ok, 30 năm cuộc đời, 20 năm cuộc đời, 50 năm gone rồi đó em. Là em chỉ còn 30 năm ở giữa để em sống, em yêu, em đẻ, em đái, em có người yêu, em cống hiến, em làm điều em muốn, ước mơ. 30 năm em nghe con số nó nhiều, nhưng chị sẽ phân tích cho em nghe, giữa 30 năm đó, một nửa của 30 năm đó em phải ngủ. Một ngày em có 24 tiếng, ngủ hết 8 tiếng, chưa kể ăn uống đấy, nghĩa là em còn có 15 năm. Chị cắt dần là em thấy thời gian của em không còn nhiều như em nghĩ đâu nha. Nha, em đừng có ngồi đó em nghĩ là mình sẽ làm cái điều mình muốn, mình sẽ thành công, mình sẽ hưởng thụ cuối đời không. Rồi em trừ ra 15 năm còn lại đó, em sẽ có những cái vấn đề khác, ví dụ như bệnh tật. Người nhà em có chuyện, em không có đi làm được bình thường. Con em bệnh tật, em cũng phải delay cái sự nghiệp của em lại. Hoặc là vân vân và vân vân, vô số chuyện. Cái chuyện nãy cũng biết đóng vỗ, đóng ma, đóng quẩy. Em lại mất chí ít thêm 5 năm cho những cái chuyện rồi buộc. Rồi em còn đúng 10 năm sống cho em đó. Giờ em phải quyết định đi, 10 năm đó em muốn làm cái điều em muốn làm, hay là em sống một cái cách trơn tru với những cái điều vũ trụ đã cho em cái sứ mệnh phải làm. Bởi vì khi em sống nhẹ nhàng, em về nhà em sẽ dễ nhẹ nhàng. Tất nhiên em trẻ, em không có nghĩ đến chuyện già rồi, nên chị mới nói đó, thử trói tay trói chân mình lại, mình lỏng lỏng một xíu, em chạy em đi bộ em thử coi nó có dễ hơn không. Nếu nó khó hơn cái em đang đi bây giờ, em hãy tưởng tượng đó chính là em 30-40 năm nữa. Em coi em đỡ cái xe lên có dễ hơn không, em coi em nấu ăn nó có dễ hơn không. Đó, mắt của em cũng vậy, đeo cái miếng mỏng mỏng vô, miếng cỡ miếng vôn như vậy nè, coi coi mờ mắt hơn á, coi làm việc có tinh tú hơn không. Lỗ tai cũng vậy, đeo thêm 2 miếng bông gòn. Em thử em trở thành một người già, em coi cái cảm giác đó đi, em coi một ngày công sức làm việc của em là bao nhiêu, thì em sẽ hiểu được là những cái mà bây giờ em gọi là ngột ngạt á, bởi vì em coi cái sự trẻ trung, sức khỏe của em, năng lượng của em sẽ có nó vĩnh viễn, em sẽ không bao giờ có cái thứ đó mà vĩnh viễn. Sinh lão bệnh tử nó luôn luôn là hiện hữu,
em không né được, không ai né được, ba má em không né được, ông bà tổ tiên em không né được, chị không né được, cả tất cả thế giới này không ai né được hết, em cũng sẽ không né được, em cũng sẽ không ngoại lệ. Bỏ nó vô cân đo đong đếm, phân tích nó ra, em sẽ thấy là giờ mà mình sống với cái điều mình muốn là mình ngu đó. Đừng có quên like, share và subscribe. Nếu các bạn là những người coi trung thành, các bạn phải biết phải làm cái gì rồi. Tiếp tục lan tỏa cái điều như vậy.